nay ngày gì mà sao nó ế dữ. Để đi kiếm người. Bà chị đi đâu mà vội mà dàn dừng chân ghé lại gian hàng xe ôm. Chị muốn đi đâu em chở chị đi hả? Chị đi đâu bà chị? Bà chị đẹp xinh gái. Cảm ơn. Xe của anh đó hả? Dạ xe em chị, xe em. Dạ xe em là luôn luôn đón đợi, luôn luôn sẵn sàng. Bà chị đi đâu em chở cho. Miễn phí hay tính tiền? Dạ. Bà chị vui quá ha. Dạ em lái xe ôm, em chạy em kiếm cơm mà. Bà chị biểu em chở, bà chị miễn phí. Chắc ở nhà vợ con em nó đi ăn mày luôn á. Tại vì nói là chở cho đó thì tôi mới hỏi. Dạ thôi em nói chở cho là chở đi giùm đó. Thôi bà chị đi đâu em chở bà chị đi. Mà bảo đảm với chị là an toàn lắm. Chị muốn đi đâu em chở chị đi. À thôi được rồi. Nhìn cái xe vậy sao đi được. Tại vì hả, tôi nhìn thì đó thì cũng không có quảng cáo chi nhiều. Dạ. Nhìn cái người tôi là biết rồi. Này là xe số mà. Dạ, xe số chị. Ờ. Dạ. Trời ơi, sao đi xe số được? Tôi là ít nhiều phải đi tay ga. Tôi mới đi. Tôi là người kỹ lưỡng, lựa sang chọn đẹp tôi mới ưng. Xe này sao tôi đi? Tướng tôi vậy, con người tôi vậy là phải leo lên chiếc xe tay ga. Nè, mai mốt á gặp tôi đừng có kêu nghe không? Tôi không có trả lời á rồi mất công quê. Thôi tôi không có đi đâu. Ok. Đúng rồi. Vừa vô duyên mà vừa chảnh. Ráng đứng đó đợi đi ha. Đợi đi cho biết thế nào là lỗ đệ. Ủa quên. Lễ độ. Đời xe ôm vẫn thích chạy xe ôm. Dù xe ôm vẫn thích rồi xe ôm. Thích là xe ôm. Ủa bà chị. Vẫn còn ngồi đó chờ đợi hả bà chị? Thiệt là tội quá đi. Vẫn chờ và chưa có xe. Đời xe ôm vẫn thích chạy xe ôm. Chạy xe ôm chậm quá. Đời xe ôm vẫn thích ngồi trên xe ôm. Ủa anh chạy xe nãy giờ mới về hả? Mới về có gì không chị? Nãy giờ ngồi đây cũng đợi xe. Vậy hả? Dạ mà sao không biết sao mà ngồi mà cứ nghĩ tới anh hoài à. Dạ tôi đâu mắc nợ chị đâu, chị nghĩ tới tôi đâu có. Không biết sao mà nói chuyện anh chút xíu có thể thấy ấn tượng quá, nghĩ thấy anh dễ thương quá. À vậy đó. Dạ dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đời xe ôm vẫn thích chở xe không mấy ôm. Anh chở tôi đi đi. Cái gì? Chở tôi đi đi. Chở chị đi. Dạ. À cái này lạ nè, cái này mới nè. Nãy giờ tôi cũng thấy lạ thấy mới đó. Nhưng mà giờ vậy tôi nói thật với chị là giờ tự nhiên tôi thấy tôi đổi ý rồi. Thích chở những người bình thường thôi. Chị thông cảm nha. Đợi xe khác đi. Tại vì đời xe ôm không. Vẫn thích chạy xe ôm. Thì đúng rồi là anh chạy xe ôm. Nhưng mà anh biết sao không, từ cái người tôi nó vậy thôi. Chứ tôi cũng ra tôi cũng đâu có chảnh gì đâu. À. Dạ nãy giờ nói thiệt là tôi thấy cái xe của anh tôi cũng vừa ý dễ sợ luôn á. Cái không? Xe này tính ra vậy mà đẹp đó anh. Đẹp hả? Bền lắm á, chạy đúng rất rồi, là yên đúng tâm rồi, đúng rồi. Dạ. Chạy mấy năm rồi. Đặc biệt là con người của anh nó dễ thương. À. Dạ, mà hồi nãy anh nói là anh chạy rất là an toàn. Đúng đó, đúng. Đâm ra cái suy nghĩ đó mà tôi nói thôi để kêu anh chở tôi đi giùm đó. Nhưng mà không thích chở những người sang sang, hơi chảnh chảnh mà có chút nhan sắc, lại bị vô duyên tôi không thích chạy xe. Xe ôm. Có liền chị, chờ chờ chút tới liền tới. Ủa, liền. Ủa anh, tôi kêu anh trước mà, hồi nãy giờ tôi đứng, tôi đợi anh mà. Đợi nhưng mà nói chung là tôi không thích chở chị ha. Tôi có khách rồi thông cảm, chờ xe đẳng cấp đi, cho người đẳng cấp đi ha. Tôi đi nha chị. Chào quá liền.